Chào các bạn đã quay trở lại với F.A Channel, lại là mình đây. Như các bạn đã biết thì khi mà nhắc đến điện thoại giá rẻ, cấu hình cao ở Việt Nam thì cái tên chúng ta nhắc đến đầu tiên đó chính là Xiaomi. Tại vì như các bạn đã biết, Xiaomi chúng ta đã có quá nhiều các sản phẩm giá rẻ mà có thể gọi là cấu hình cực kỳ cao rồi, như là Redmi Note 7, Redmi Note 8, Redmi Note 9S vân vân và mây mình. Tuy nhiên thì một vài năm trở lại đây, Vsmart đã thay đổi điều đó. Khi mà bây giờ Vsmart thì gần như là giá không có ngán bố con thằng nào luôn và có thể vả sấp mặt Xiaomi tại sân nhà là Việt Nam. Và cụ thể hơn thì gần đây Vsmart đang sale một cái sản phẩm mà mình thấy rằng có một cái mức giá nó không thể nào rẻ hơn và nó không thể nào ngon hơn được. Đó chính là cái sản phẩm Vsmart Joy 4. Như các bạn đã biết, Vsmart Joy 4 trước đây có mức giá loanh quanh 3 triệu 3, 3 triệu 4 đúng không? Nhưng trong cái video này, trong cái đợt sale lần này, các bạn có thể mua được Vsmart Joy 4 phiên bản 364 với mức giá 2.590.000 mà thôi. Và thật sự với mức giá như vậy thì mình thấy rằng là Vsmart Joy 4 đang hủy diệt phân khúc giá loanh quanh là hơn 2 triệu đồng. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại với cái sản phẩm Vsmart Joy 4 để xem trong tầm giá hơn 2 triệu thì Vsmart Joy 4 có thực sự đáng mua hay không nhá. Và trước khi bắt đầu video này, nếu bạn nào quan tâm về cái sản phẩm Vsmart Joy 4 với mức giá tốt nhất thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả video nhá. Chúng ta có thể là mua trực tiếp ở trên Lazada và cái này là được Vsmart trực tiếp bán luôn. Thế nên các bạn hãy yên tâm về cái chất lượng sản phẩm bên trong. Và với sản phẩm Vsmart Joy 4 thì mình thấy rằng là đối thủ của Vsmart Joy 4 trong tầm giá 2.5-2.6 triệu thì chắc chắn chỉ có là Realme C3 hoặc là Realme C3i hoặc là Realme C12 và một vài con điện thoại linh tinh thôi. Và cũng có cái sản phẩm là Redmi 9 có thể là cạnh tranh được với cái sản phẩm Vsmart Joy 4. Tuy nhiên Redmi 9 bây giờ nó đang có một cái mức giá nó nhỉnh hơn Vsmart Joy 4 rất là nhiều, khi loanh quanh tầm là 3.1 triệu cho đến là 3.200.000 đồng, đúng không? Đó, thì mình thấy là với sản phẩm Vsmart Joy 4 cho phiên bản 364 mà bán với mức giá loanh quanh tầm là 2.590.000 thì đây gần như là một cái mức giá hủy diệt. Ngoài ra thì với sản phẩm Vsmart Joy 4 chúng ta sẽ còn có cái sản phẩm có bộ nhớ cấu hình cao hơn, đó chính là phiên bản 464 thì sẽ được bán mức giá loanh quanh là 2.890.000 đồng. Thì các bạn có thể là lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu của mình nhé. Đường link thì mình cũng sẽ để ngay phần mô tả video luôn. Rồi, đến với lại những cái điểm mạnh của sản phẩm Vsmart Joy 4 trong tầm giá 2,5 triệu đi. Đầu tiên là về phần thiết kế. Với sản phẩm Vsmart Joy 4 có thể gọi là con điện thoại có thiết kế ngon nhất trong cái tầm giá này. Tại vì trong tầm giá này thì cũng chỉ có một vài con điện thoại linh tinh như là Realme C3, 3i hoặc là rồi một số điện thoại như là Redmi 9C, Redmi 9 vân vân thì cái thiết kế của nó mình thấy không có quá nhiều điểm nổi bật. Còn với sản phẩm Vsmart Joy 4 thì nó có một thiết kế nó cao cấp hơn một tí xíu và chúng ta sẽ có cụm camera nó đầy đặn hơn một tí xíu. Khi mà cái phần camera sau của sản phẩm Vsmart Joy 4 thì các bạn sẽ có là 4 ống kính thay vì chỉ 2 hay là 3 ống kính như là sản phẩm khác đang có trong cái tầm tiền này. Và ngoài ra thì ống kính chính của sản phẩm Vsmart Joy 4 cũng có cho mình cái độ phân giải là 16 chấm. Nó sẽ cao hơn một tí xíu so với những đối thủ khác. Và xét đến cái chất lượng chụp ảnh của sản phẩm Vsmart Joy 4 thì mình thấy trong tầm giá 2.5-2.6 triệu thì gần như nó có một cái chất lượng chụp ảnh trong phân khúc giá hàng mới là vô địch rồi. Đó, ngoài ra thì Vsmart Joy 4 cũng có khá là nhiều các phiên bản màu sắc cho chúng ta lựa chọn, như là phiên bản màu đen, phiên bản màu xanh và phiên bản màu trắng. Thì các bạn có thể lựa chọn cho phù hợp với cái mục đích, nhu cầu và cũng như là cái cách ăn mặc của mình nhé. Và hơn nữa thì với sản phẩm Vsmart Joy 4 sẽ được trang bị cho mình một cái màn hình với kích thước là 6,5 inch. Chúng ta sẽ có cho mình độ phân giải là Full HD cộng và đây là tấm nền IPS LCD. Thế nên mình thấy rằng là về góc nhìn này, mình thấy nó rất ổn với khả năng hiển thị màu sắc thì nó cũng cực kỳ là ngon trong cái tầm giá. Và mình tin rằng nếu bạn đang cần tìm cho mình một cái điện thoại có màn hình có thể gọi là tốt nhất trong tầm giá 2,5 triệu thì Vsmart Joy 4 là một trong những điện thoại không thể nào bỏ qua. Tại vì như thế này, nếu như ta so sánh với Redmi 9, màn hình của Redmi 9 cũng chỉ là màn hình giọt nước và mình thấy rằng là cái màu sắc hiển thị thì Redmi 9 nó cũng không bằng. Còn với sản phẩm Realme C3 thì là HD cộng và mình thấy rằng nó cũng không thể nào bằng so với sản phẩm Vsmart Joy 4 được. Thế nên xét đến yếu tố máy mới mà có màn hình đẹp nhất 2,5 triệu, Vsmart Joy 4 nó vô địch nhá.
Ok, đến với lại phần mềm thì với Vsmart Joy 4 thì nó hiện tại cũng đã được cập nhật lên phiên bản VOS 3.0 rồi, và nó cũng đã có cho mình cái phiên bản Android 10. Và với các hệ điều hành của nhà Vsmart thì mình thấy rằng nó cũng gặp một số vấn đề về phần mềm. Tuy nhiên thì hiện tại bên phía team của nhà Vsmart cũng đang cố gắng khắc phục những vấn đề này. Thế nên chúng ta cũng có thể là với mức giá rẻ ủng hộ hàng Việt để Vsmart có thêm kinh phí để có thể fit và để có thể cập nhật thêm những bản phần mềm tiếp theo cho cái sản phẩm này. Nói chung thì nếu bạn nào đã dùng Vsmart và nếu gặp vấn đề về phần mềm có thể chia sẻ ở ngay dưới phần bình luận của video này để cho mọi người cùng biết, cũng như là chúng ta có thêm một cái gì đó là thông tin cân nhắc mua về sản phẩm này nhé. Rồi, nếu mà cấu hình đi thì mình thấy rằng là với sản phẩm Vsmart Joy 4 gần như là vô địch cấu hình trong cái phân khúc giá loanh quanh tầm 2,5 triệu rồi. Đối thủ của nó trong tầm giá này thì cùng lắm là Helio P30 hoặc là P35 hoặc là G30 hoặc là P60 gì đấy. Thì mình thấy là với con Vsmart Joy 4 đi kèm với con chip là Snapdragon 665 thì nó sẽ nhỉnh hơn, nó sẽ có một cái trải nghiệm game ngon hơn, nó sẽ có chúng ta một cái nhiệt độ sử dụng nó sẽ là tối ưu nhất và nó không quá nóng. Cùng với đó thì những cái tựa game, những ứng dụng thì đã tương thích rất tốt với con chip là 665 rồi. Thế nên là cái việc mà sử dụng với nhu cầu trung bình cũng như là nhu cầu khá của chúng ta ấy, thì mình thấy là với sản phẩm Vsmart Joy 4 nó vẫn có thể đáp ứng tốt chơi game liên quân này, tốc chiến này, thậm chí là chơi PUBG với mức FPS là 30, thì mình thấy Vsmart Joy 4 nó vẫn có thể đáp ứng tốt cái nhu cầu của chúng ta. Còn với những tác vụ sử dụng hàng ngày, bạn mua nó cho phụ huynh để đọc báo, rồi là Facebook, hoặc là mua nó để xem TikTok, thì mình thấy với sản phẩm Vsmart Joy 4 thì hoàn toàn có thể gọi là thuyết phục mình trong cái tầm giá loanh quanh tầm 2,5 triệu. Nói chung là khá là ổn và xứng đáng. Có một cái điều mà mình cần phần các bạn phải cân nhắc là Vsmart Joy 4 thì sẽ có phiên bản 3GB, và mình khuyên các bạn là chúng ta nên chọn phiên bản 4GB nó sẽ ok hơn. Mức giá chênh nhau chỉ có tầm 300k thôi thì mình thấy là nó hoàn toàn xứng đáng. Tại vì 3GB nếu chúng ta sử dụng nó với nhiều ứng dụng đa nhiệm nhiều ấy, thì khi các bạn lốt ra lốt vào nó sẽ hay gặp từng tình trạng là bị đứt ứng dụng, bị tự nhiên bị văng ra ngoài, hoặc là chúng ta không thể nào đa nhiệm một cách tốt được. Thế nên với phiên bản 4GB thì mình thấy nó sẽ ok hơn. Ok, đến với cái điểm cộng tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái phần là pin của cái sản phẩm Vsmart Joy 4. Thì đây là một con điện thoại có cho mình một cái dung lượng pin thực sự là rất trâu trong tầm giá 2,5 triệu. Pin của nó sẽ là 5000mAh và đi kèm với công nghệ sạc nhanh, đó chính là 18W. Thì mình thấy rằng là nó là một cái điểm cộng trong tầm giá rồi. Tại vì nếu như so sánh với cái sản phẩm Redmi C3 đi, tại vì C3 gần như là con điện thoại có thể là gọi là quốc dân trong tầm giá này, thì Redmi C3 cũng có pin 5000 nhưng mà sạc của nó chỉ là sạc 10W, nó lâu hơn rất là nhiều so với sạc 18W của sản phẩm Vsmart Joy 4. Thế nên đây là một cái yếu tố nó đáng tiền tiếp theo. Rồi, tiếp theo nữa thì với sản phẩm Vsmart Joy 4 thì nó sẽ có cho mình cái camera selfie. Mình cũng thấy rằng là nó ổn nhất trong cái tầm giá như thế này. Thì chúng ta sẽ có cho mình cái camera selfie là 13 chấm ở mặt trước. Và mình thấy là chất lượng chụp ảnh của nó thì thôi rồi, quá ngon trong cái tầm giá này luôn. Nếu bạn nào đang cần cho mình một cái điện thoại có camera ổn một tí xíu để quay TikTok này, để chụp ảnh selfie trong tầm giá 2,5 triệu thì thực sự là Vsmart Joy 4 cũng là một cái lựa chọn mà không thể nào bỏ qua được. Rồi, như vậy trong video này thì mình đã cho các bạn một cái thông tin, đó là Vsmart Joy 4 nó đã giảm giá một cách là cực kỳ sốc khi chỉ còn là 2,5 triệu và gần như là cân tất tần tật những sản phẩm hàng chính hãng đang có trong cái tầm giá này. Vậy thì các bạn nghĩ gì về mức giá đó, và liệu với mức giá đó các bạn có mua hay không, hay là những cái điểm nổi bật trong phân khúc giá của Vsmart Joy 4 như là màn hình, rồi là về hiệu năng, rồi về phần pin và phần camera, các bạn thấy rằng là những cái điểm đấy nó có xứng đáng trong tầm tiền 2,5 triệu hay không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video nhé. Và nếu bạn nào đang dùng cho mình cái sản phẩm Vsmart Joy 4 và gặp bất kỳ một vấn đề nào thì đừng quên chia sẻ dưới phần bình luận của video này cho mọi người biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ để lại một like và subscribe nhé.